Kết nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, trong cuộc sống với vô số lựa chọn, đôi khi bản thân ta sẽ như một mái chèo vô định, không có hướng đi, không có điểm đến, chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời. Thì quyển sách nhắm trúng mục tiêu, chọn đúng điểm đến mà chương trình Kết nối tri thức hôm nay giới thiệu đến quý thính giả sẽ là một ngọn hải đăng soi tỏ con đường tương lai, đưa quý độc giả tới bến bờ của biển lớn cuộc đời. Từng câu chữ trong cuốn sách giống như một tấm gương phản ánh sự lười biếng và hạn hẹp của chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng những năm tháng tuổi trẻ trông có vẻ dài nhưng không thể phí hoài. Bạn có thể đi xa như thế nào, bay cao đến đâu, có năng lực chiến đấu khi bị cuộc sống quật ngã và giành được hạnh phúc trong sự bình phàm hay không đều quyết định bởi chính bạn. Quyển sách do nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2021. Thưa quý thính giả, khoảng cách giữa người với người không phải tự dưng xuất hiện. Khi năng lực của chúng ta vẫn chưa tương xứng với nhu cầu, việc hưởng thụ sự an nhàn sẽ tiêu hao hết những điều tốt đẹp của tương lai. Nó sẽ chỉ khiến cho con đường sau này của chúng ta ngày càng khó khăn hơn. Nhắm trúng mục tiêu, chọn đúng điểm đến sẽ giúp bạn thay đổi nhận thức, khai sáng tư duy để xác định đúng mục tiêu của cuộc đời và hành động để thực hiện mục tiêu đó. Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho mọi công việc để hoàn thành mọi việc một cách hiệu quả nhất. Phân tích các vấn đề trong công việc, chia sẻ yếu tố rèn luyện, yếu tố cốt lõi để tạo dựng sự nghiệp và làm thế nào để trù tính cho tương lai của bản thân. Trong cuộc sống thì chúng ta không thể tránh khỏi việc bị phân tâm bởi những chuyện vụn vặt, đặc biệt là khi gặp phải tình huống bất ngờ, khi bị đả kích, bị hiểu lầm hoặc là bị xuyên tạc trong trạng thái không phòng bị, thì tâm trạng sẽ chi phối mọi sự chú ý của ta. Tuy nhiên, khi chúng ta tập trung năng lượng của mình vào những thứ lặt vặt này, việc nhỏ sẽ được phóng đại một cách vô hạn, trở thành yếu tố kiểm soát cuộc sống của ta. Chúng ta không cần phải vội vàng chứng minh cái sai của mọi người, bởi vì hướng đi riêng của chúng ta quan trọng hơn sự đúng sai của người khác. 3 sai lầm nghiêm trọng nhất mà mọi người thường mắc phải là lãng phí thời gian, quanh quẩn bên những việc lặt vặt và tranh cãi với người khác. Nếu muốn lên đường, chỉ cần đồng hành cùng mưa gió, ngẩng cao đầu sải bước. Tóm lại thì mắt của một người có thể nhìn được xa tới đâu, đôi chân mới có thể đi xa tới đó. Những người có vô số những điều may mắn trong cuộc sống, hạnh phúc của họ bắt nguồn từ việc bản thân họ chính là những người hạnh phúc. Chúng ta nhìn nhận thế giới theo cách của riêng mình, thế giới mới thể hiện ra những hình dạng khác nhau trước mặt chúng ta. Mọi hỉ nộ ái ố đều bắt nguồn từ trái tim của chúng ta. Môi trường bên ngoài chỉ có tác dụng điều khiển gián tiếp. Thực ra thế giới không có gì khác, chúng ta hạnh phúc hay không, nó cũng sẽ không thay đổi. Giống như khi màn đêm buông xuống, có người nhìn thấy bóng tối, còn có người thì lại nhìn thấy ánh trăng. Rất nhiều nỗi ưu phiền trong cuộc sống của chúng ta đều đến từ sự tập trung của bản thân. Nhìn một sự việc bằng kính lúp sẽ khiến cho ta lo lắng gấp nhiều lần, thậm chí còn có thể coi một điều nhỏ bé thành một thảm họa. Mở rộng tầm nhìn, chúng ta mới thấy rõ hơn hướng đi của bản thân mình, từ đó không còn cố chấp với những việc vụn vặt nữa. Nếu bạn hiểu được rằng những đại sự trước mắt rồi cũng sẽ trở thành những câu chuyện xưa cũ, thậm chí một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị lãng quên, bạn còn cảm thấy não nề về việc thất tình, thất nghiệp hay thất vọng nhất thời hay không? Khi bạn vươn tầm mắt nhìn bản thân xa hơn, bạn sẽ thấy thứ bản thân mình thực sự theo đuổi. Nó mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Người có ý tưởng rất nhiều, người có hành động rất ít, người có thể kiên trì lại càng ít hơn. Bởi vì tham vọng của chúng ta dành cho tương lai đều nằm ngoài khả năng hiện tại của chúng ta và sẽ có nhiều trở ngại trên con đường thực hiện nó. Nỗi sợ khó khăn sẽ làm cho ý chí của chúng ta trở nên yếu đuối, không thể hành động ngay lập tức hoặc là không thể tiếp tục hành động. Lúc nào cũng hy vọng có thể dùng thời gian sau này để bù đắp. Tuy nhiên, những khó khăn sẽ không biến mất theo thời gian. Những nỗ lực chúng ta cần phải bỏ ra cũng chẳng vì thời gian thay đổi mà giảm đi. Thậm chí, khi thời gian trôi qua, độ khó của nó sẽ còn tăng lên. Không có thành công của người nào đến dễ dàng, đặc biệt là một người bình thường. Tất cả chúng ta đều muốn gặp một cơ hội bất ngờ, khiến cuộc sống im hơi lặng tiếng của ta có sự thay đổi kinh thiên động địa. Trên thực tế, xác suất xảy ra việc này nhỏ đến mức không đáng kể. Hầu hết chúng ta đều sống một cuộc đời bình thường ngày qua ngày. Cơ hội cho những người nhỏ bé là nỗ lực nữa, nỗ lực mãi, khiến bản thân trèo cao hơn một chút, thế giới nhìn thấy sẽ rộng lớn hơn một chút, quyền lựa chọn cũng nhiều hơn một chút. Vì vậy, sự dễ dàng của người khác chẳng có gì đáng ngưỡng mộ. Tự bản thân mình dốc hết sức cố gắng mới là lối thoát. Người ta thường nói thất bại là mẹ của thành công. Chẳng qua là khi đã phạm đủ sai lầm, tích lũy đủ các bài học, sẽ lấy những thứ đó để tạo ra sự bất khả chiến bại. Bản thân, việc mắc sai lầm đã là một loại sai lầm. Công việc là vậy. Cuộc đời cũng như vậy. Do đó, thà lặp lại một cuộc sống hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, cũng không dám tùy tiện nhảy ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên thì tương lai có rủi ro, cũng có những cơ hội. Giữ sự ổn định hiện tại thì bạn sẽ bỏ lỡ vô số khả năng trong tương lai. Làm sao bạn biết rằng tương lai nhất định sẽ không có sự ổn định chứ? Nếu như muốn làm một việc gì thì chúng ta hãy mạnh dạn cất bước đi đầu tiên. Ngay cả khi đi sai đường thì bạn cũng sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn là chỉ dậm chân tại chỗ. Hơn nữa thì có những việc không hề khó như là chúng ta tưởng tượng. Những khó khăn trong mắt chúng ta đều do chính bản thân của chúng ta đặt ra. Chỉ khi gạt hết tạp niệm sang một bên, nỗ lực hết mình, thì chúng ta mới biết được khả năng của mình đang nằm ở đâu. Bản chất của trưởng thành là một quá trình không ngừng thử thách và không ngừng phạm lỗi. Liên tục tự nhìn lại và tổng kết những sai lầm, chúng ta mới có thể dần dần trở nên khôn ngoan, từng trải và có mục tiêu rõ ràng. Từ đó thì chúng ta mới có thể biết nên làm gì, nên bỏ gì. Từ bỏ trưởng thành vì sợ phạm sai lầm, đó mới là sai lầm lớn nhất của đời người. 40 năm trước, hầu hết mọi người sinh ra trong các gia đình nghèo, ăn không no, mặc không ấm, trình độ giáo dục tương đương nhau. Vì sao 40 năm sau, sự phân hóa tầng lớp lại nghiêm trọng như vậy? Bởi vì xã hội của chúng ta đang phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Những người có lòng can đảm, có tầm nhìn, dám chịu đựng khó khăn đã chiếm lĩnh tầng trên của Kim Tự Tháp. Con cái đứng trên vai của họ, càng leo thì càng cao. Những người không dám mạo hiểm, tầm nhìn hạn hẹp, ở giữa và ở đáy của Kim Tự Tháp trong thời gian dài vì thiếu nguồn lực và sự hạn chế tầm nhìn. Con cái của họ dù có thông minh thì cũng sẽ bị các thế hệ thứ hai của người trên nghiền nát, càng ngày thì sẽ càng khó đổi đời. Đời cha mẹ của chúng ta chỉ cần chăm chỉ hơn người khác là được. Đời của chúng ta cần tranh đấu cả về thân thế và nỗ lực. Con của chúng ta thì sao? Có thể chúng khó khăn lắm mới tìm thấy được một con đường đến Rome. Nhưng đối diện với những người sinh ra tại Rome, đến tư cách để cạnh tranh cũng không có. Trên thực tế, không có sự khác biệt quá lớn về trí thông minh bẩm sinh giữa các trẻ em với nhau, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa các bậc cha mẹ. Gia đình, giáo dục, giá trị quan và thói quen sống là tất cả các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của trẻ em. Có cha mẹ thông minh luôn tiến về phía trước, không ngừng mở rộng tầm nhìn là tài sản lớn nhất của con cái. Những đứa con có thể đứng trên vai của cha mẹ ưu tú, tầm nhìn sẽ mở rộng hơn, thế giới quan cũng khác rất nhiều. Vì vậy, làm cha mẹ đừng bao giờ hài lòng với hiện trạng. Nếu không, người phải trả giá cho sự lười biếng của bạn, không chỉ có bản thân bạn mà còn cả con của bạn. Trong đợi con cái thay đổi cuộc đời thất vọng của bạn chính là đang đào hố để chôn chúng. Bạn không nỗ lực, đến lượt con của bạn sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần. Cuốn sách này dành cho những người đang mơ hồ, chưa xác định được mục tiêu của mình là gì, tương lai của mình sẽ như thế nào, người chưa có kỹ năng quản lý thời gian, những bạn trẻ đang làm việc tại những thành phố lớn, người đã biết mục tiêu của mình nhưng mà chưa tìm được phương thức và chưa biết phải hành động như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Nếu chúng ta sống theo ý thích của mình thì chỉ có thể trải qua một cuộc đời tầm thường. Nếu muốn sống một cuộc đời đặc sắc thì không bao giờ được nới lỏng yêu cầu của bản thân. Có năng lực như thế nào sẽ sở hữu một cuộc sống như vậy? Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Nhắm trúng mục tiêu, chọn đúng điểm đến tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh, Phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.